chứ? Tớ là Tê Tê bé nhỏ. Tớ sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện thú vị nhé. Nhưng để tớ giới thiệu về mình trước đã. Tớ và mẹ đang sống ở trong một khu rừng rất xinh đẹp tại Việt Nam. Tớ chỉ dài có 25cm thôi, nhưng mẹ tớ thì dài đến tận 1m đấy. Mỗi khi tớ cảm thấy mệt, mẹ lại cõng tớ ở trên đuôi. Chúng tớ là loài tê tê Java. Loài chúng tớ sống trong một số khu rừng tại Việt Nam và 9 nước khác tại châu Á. Chúng tớ leo trèo rất giỏi đấy. Một số thành viên trong đại gia đình tê tê nhà tớ còn làm nhà ở trên cây cơ. Nhưng hai mẹ con tớ thì lại sống trong một chiếc hang nhỏ ấm cúng dưới lòng đất. Trên thế giới có 7 loài tê tê khác nữa, nhưng tất cả đều có nguy cơ bị tuyệt chủng. Có 3 loài tê tê khác cũng sống ở châu Á như tớ. Đó là loài tê tê Ấn Độ sống ở Ấn Độ và 4 nước khác. Tê tê Philippines sống ở Philippines và tê tê vàng sống ở Brunei và 8 nước khác tại châu Á. Ngoài ra, 4 loài còn lại sống ở châu Phi. Loài tê tê khổng lồ, tê tê đất, tê tê bụng trắng và tê tê bụng đen. Loài tê tê chúng tớ rất đặc biệt nhé. Chúng tớ là loài động vật có vú duy nhất, có lớp vảy cứng bao phủ khắp mặt trên của cơ thể. Lớp vảy của chúng tớ rất cứng và các cạnh vảy cũng rất sắc bén. Chúng được cấu tạo từ chất keratin, có trong tóc và móng tay của con người. Tất cả họ hàng nhà tớ đều có một cách tự vệ giống nhau. Chúng tớ cuộn tròn thân mình lại, chỉ để lộ ra lớp vảy cứng, sắc nhọn và có khả năng bảo vệ cao. Như vậy, các loài động vật ăn thịt không thể làm hại chúng tớ. Tớ chợt nhớ lại câu chuyện mẹ kể cho tớ về ông của tớ. Vào đêm nọ, khi ông đang đi tìm thức ăn cho bữa tối, lợi hại quá phải không nào? Bộ vảy của chúng tớ thật sự rất tuyệt vời. Và bây giờ tớ bắt đầu kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình nhé. Vào đêm nọ, cũng như bao đêm, mẹ dẫn tớ ra khỏi hang tìm kiến và mối làm thức ăn. Chúng tớ hoạt động chủ yếu vào ban đêm, vì vậy chúng tớ thưởng thức vào ban đêm và ngủ bù vào ban ngày. Hai mẹ con tớ sử dụng chiếc mũi nhạy cảm đánh hơi xung quanh một hồi và cuối cùng cũng tìm thấy một tổ mối lớn. Hai mẹ con dùng móng vuốt sắc nhọn để phá vỡ tổ mối lấy thức ăn đêm. Hai mẹ con tớ ăn hết số mối trong tổ bằng cách đưa chiếc lưỡi dài có chất dính tiến sâu vào bên trong tổ, rồi đưa số mối dính ở trên lưỡi ra khỏi hang. Ngon tuyệt! Ăn xong tớ buồn ngủ quá, mẹ cõng tớ trên đuôi trở về nhà. Tớ ăn nhiều quá. Chỉ cần một thành viên trong đại gia đình tê tê nhà tớ đã có thể ăn được 70 triệu con côn trùng một năm. Chúng tớ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Nhưng trên đường về nhà, hai mẹ con tớ đã phát hiện ra một điều thật kinh khủng. Cả hai mẹ con tớ đều ngửi thấy một bạn tê tê khác đang ở gần đây, nhưng có một mùi lạ khác lẫn ở trong không khí. Sau đó, hai mẹ con nhìn thấy cô của tớ bị mắc bẫy của những kẻ săn trộm. Tớ nghe người ta nói nhiều kẻ xấu muốn săn bắt loài tê tê của bọn tớ để lấy đi bộ vảy sắc nhọn và có chức năng bảo vệ cả cơ thể của chúng tớ. Mẹ cảm nhận được nguy hiểm đã ập tới nên lấy đuôi cuốn tròn quanh tớ để bảo vệ tớ. Cô của tớ đang bị thương và dù cô cũng đã cuộn tròn mình lại nhưng vẫn không thể tự bảo vệ khỏi những kẻ săn trộm. Bọn họ đã nhét cô vào trong một cái túi. Thì ra mùi lạ đó là mùi của những kẻ săn bắt trộm. Thật may vì hai mẹ con tớ đã núp ở dưới bụi cây nên không bị phát hiện. Bọn họ đã bắt được rất nhiều những bạn tê tê khác và đựng ở trong những chiếc túi to. Nhiều người nghĩ rằng vảy của chúng tớ có thể chữa bệnh, một số người khác thì lại muốn ăn thịt chúng tớ. Nhưng thật ra, vảy của chúng tớ cũng giống như tóc và móng tay của con người. Chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh được vảy tê tê có giá trị chữa bệnh cả. Đêm đó, hai mẹ con tớ đã may mắn trở về nhà an toàn, nhưng các bạn của tớ đã bị bọn săn trộm bắt đi. Vì vậy, loài tê tê của bọn tớ ở Việt Nam không còn nhiều. Thật đáng buồn vì điều này cũng đang xảy ra với những người thân của tớ trên khắp thế giới. tôi mua và sử dụng giày Tê Tê chính là giúp tớ và gia đình thoát khỏi những kẻ săn bắt Tê Tê. Bố có sao không ạ? Không, bố không sao. Nhưng bọn mối phá hoại này làm hỏng bậc cầu thang rồi. Ôi trời ơi, bố con mình vừa mới sửa cầu thang xong. Bọn mối này đang phá hoại ngôi nhà của chúng ta. Ở đây nhiều mối quá, ước gì có ai đó giúp đỡ. Yên lặng, hãy lắng nghe đây các chiến binh. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công ngôi nhà vào tối nay. Và lần này, chúng ta sẽ phá hủy nhiều thứ ngon lành khác nữa, chứ không chỉ là mỗi chiếc cầu thang gỗ kia đâu. Chuẩn bị lên đường. Đến đây. Các chiến binh, mục tiêu của chúng ta ở ngay phía trước. Tiến lên. Đến đây. Là Tê Tê, rút lui. Chắc chắn là bọn mối đêm qua đã quay lại. Có vẻ như bọn chúng tới và bỏ đi luôn. Ơn rồi. Tê Tê chúng tớ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, bởi vì chúng tớ giúp kiểm soát số lượng côn trùng. Nếu không có Tê Tê, số lượng kiến và mối sẽ phát triển nhanh chóng và phá hủy cân bằng tự nhiên. Bởi vì chúng tớ chỉ ăn côn trùng nên chúng tớ là bạn của con người. Hãy bảo vệ Tê Tê chúng tớ để bảo vệ hệ sinh thái nhé. Hãy nói với bạn bè, người thân đừng mua, sử dụng với Tê Tê hay ăn thịt chúng tớ. Tớ là Tê Tê bé nhỏ và bạn là bạn của tớ. Bây giờ chúng mình chơi trò đố vui nhé. Tê Tê có thể tự bảo vệ mình khỏi những động vật ăn thịt, đúng hay sai? Đúng, Tê Tê có thể tự cuộn tròn cơ thể lại chỉ để lộ ra lớp vảy cứng, khiến những động vật ăn thịt khó tấn công. Tuy nhiên, Tê Tê không thể tự bảo vệ mình khỏi những kẻ săn bắt trộm. Vậy Tê Tê có thể sử dụng để chữa bệnh, đúng hay sai? Sai, chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh được vảy Tê Tê có giá trị chữa bệnh cả. Nếu con người vẫn tiếp tục sử dụng thì loài Tê Tê sẽ sớm bị tuyệt chủng. Số lượng Tê Tê trong tự nhiên đang ngày càng gia tăng, đúng hay sai? Sai, số lượng cả 8 loài Tê Tê trong tự nhiên đều đang suy giảm. Chúng tớ cần sự giúp đỡ của các bạn trước khi chúng tớ biến mất mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã trả lời câu hỏi của tớ. Hẹn gặp lại các bạn nhé!